xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt bài 58. Vần ách, vần ếch và vần ích. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vào phòng nhiệt phần đầu tiên, đó là phần nhận biết. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Chúng ta cùng nhau vào phần đầu tiên. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh chú ếch. Và chú ếch con này đang cầm quyển sách để đọc bài đấy các em ạ. Và các em thấy là con vật này rất là chăm chỉ học hành đấy các em. Và cũng giống như chúng ta, con người và con vật đều phải học bài đấy. Và ở đây chú ếch cũng đang rất là chăm chỉ đọc sách đấy. Và chúng ta cũng cần phải học tập bạn ếch con này nhé. Chúng ta cần phải chăm chỉ học bài, đọc bài đấy, thì chúng ta mới có học giỏi được các em nhé. Tương ứng với cái bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Ếch con thích đọc sách. Các em hãy chú ý nghe cô đánh vần. Ê chở ếch sắc ếch, cờ on con, thờ ếch thích sắc thích, đờ óc đốc nặng đọc, sờ ếch sách sắc sách. Ếch con thích đọc sách. Trong câu cô giáo vừa đọc thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em ạ, trong câu cô vừa đọc thì tiếng ếch có chứa vần ếch, tiếng thích có chứa vần ích, tiếng sách có chứa vần ếch. Ếch, ê chờ ếch sắc ếch, thích, thờ ếch thích sắc thích, sách, sờ ếch sách sắc sách. Ếch, con thích đọc sách. Vậy là cô vừa các em đã cùng nhau nhận biết xong phần đầu tiên. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần luyện đọc. Các em hãy phát âm theo cô. Ếch, ếch, ếch. A, chờ, ếch. Vần ếch có âm A đứng trước, âm chờ đứng sau. Vần ếch, âm A là âm chính, âm chờ là âm cuối. Ếch, ếch, ếch. Ê, chờ, ếch. Vần ếch có B đứng trước, âm chờ đứng sau. Âm E là âm chính, âm chờ là âm cuối. X, Y, chờ, X. Vần X có âm Y đứng trước, âm chờ đứng sau. Âm Y là âm chính, âm chờ là âm cuối. X, X, X. Các em hãy so sánh cho cô giáo 3 vần, xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, quan sát chúng ta thấy 3 vần này đều có điểm giống nhau là có âm cuối là âm chờ. Còn khác nhau ở âm chính, đó là vần ếch có âm A đây là âm chính. Vần ếch có âm E là âm chính, còn vần ích thì có âm Y là âm chính. Bây giờ cô mời các em hãy đọc cho cô giáo mô hình sau. Sờ, ếch, sách, sách. Sờ, ếch, sách, sắc, sách. Tiếng sách có âm sờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh sắc trên A. Tiếp tục, bây giờ các em hãy thêm cho cô giáo âm đầu và dấu thanh vào các vần ếch, ếch hoặc ích để chúng ta có tiếng mới. Cô mời các em hãy tìm cho cô giáo, mỗi em tìm cho cô một tiếng và đánh vào phần bình luận giúp cô. Và cô mời các em hãy tìm tiếng giúp cô nhé. Cô giáo có một số tiếng sau, cô mời các em hãy luyện đọc. Vách, vờ, ếch, vách, sắc, vách. Tiếng vách có âm vờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh sắc trên A. Tách, tờ ếch, tách, sắc tách. Tiếng tách có âm tờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh sắc trên A. Sạch, sờ ếch, sách, nặng sạch. Tiếng sạch có âm sờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh nặng dưới A. Chách, chờ ếch, chách, sắc chách. Tiếng check có âm chờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh sắc trên E. Mách, mờ ếch, mách, sắc mách. Tiếng mách có âm mờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh sắc trên E. Lệch, lờ ếch, lách, nặng lệch. Tiếng lệch có âm lờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh nặng dưới E. Bích, bờ ếch, bích, sắc bích. Tiếng bích có âm bờ đứng trước, vần ếch đứng sau, thanh sắc trên Y.
xích, sờ x xích xác xích. Tiếng xích có âm sờ đứng trước, vần x đứng sau, thanh sắc trên y. Kịch, ca x kích, nặng kịch. Tiếng kịch có âm ca đứng trước, vần x đứng sau, thanh nặng dưới y. Như vậy là chúng ta vừa tìm được một số tiếng có chứa vần ách, vần x và vần x. Các em hãy lưu ý cho cô giáo, vần có âm cuối là âm chờ, chỉ ghép được với hai thanh, đó là thanh sắc và thanh nặng. Dấu thanh chúng ta để ở vị trí âm chính. Đối với thanh sắc chúng ta để ở trên âm chính, còn thanh nặng chúng ta sẽ để ở dưới âm chính. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em luyện đọc các từ ứng dụng. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quyển sách và quyển vở đấy các em ạ. Sách vở là đồ dùng học tập thân thiết đối với học sinh của chúng ta. Là một người học sinh thì không thể thiếu được sách vở, mà đó là hành trang mà để chúng ta tiếp thu được những kiến thức trong cuộc sống. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: sách, vở. Sờ ếch sách sắc sách, và ơ vơ hỏi vở. Sách, vở. Tiếng sách có vần ếch. Tiếp tục các em hãy quan sát bức tranh thứ hai và cho cô giáo biết trong bức tranh này đó là hình ảnh một người cao này và một người thấp này. Như vậy hai người này là bị chênh lệch nhau đúng không? Người thì cao và người thì thấp. Như thế này thì người ta gọi là chênh lệch các em ạ. Không bằng nhau thì người ta gọi là chênh lệch. Cô giáo có từ sau: chênh lệch. Chờ anh chênh là ếch lách nặng lệch. Chênh lệch. Cả hai tiếng đều có vần. Hôm nay chúng ta học tiếng chênh có chứa, cô xin lỗi nhé, tiếng lệch có chứa vần ếch. Hôm nay chúng ta học. Tiếp tục các em hãy quan sát và cho cô giáo biết đây là cái gì. Các em ạ, đây chính là tờ lịch đấy các em. Tờ lịch người ta dùng để xem thứ ngày tháng và năm trong một năm, để xem để biết ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, thứ mấy và tháng mấy, đúng không các em? Rồi có cái từ sau, đó là từ tờ lịch. Tờ ơ tơ huyền tờ, lờ ích lích nặng lịch. Tờ lịch, tiếng lịch có chứa vần ích. Cô mời các em hãy đọc lại cho cô giáo phần 2. Ách, ích, ích, sờ, ách, sách, vách, tách, sạch, chách, mích, lệch, bích, xích, kịch, sách vở, chênh lệch, tờ lịch. Tiếp tục cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3, đó là phần luyện viết. Các em hãy chuẩn bị bảng con và phấn để chúng ta cùng nhau luyện viết các vần và tiếng nhé. Đầu tiên chúng ta viết vần ách. Vần ách có được viết bởi con chữ A ghép với con chữ chờ. Chúng ta được vần ách. Tiếp tục vần ách, chúng ta viết con chữ E ghép với con chữ chờ. Vần X có con chữ Y ghép với con chữ chờ. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết chữ sách. Chữ sách có âm sờ đứng trước, vần ách đứng sau và thanh sắc trên A. Và khi viết các em lưu ý con chữ A và con chữ sờ với vần ách chúng ta cách khoảng một hở ra một tí, không được dính vào nhau. Tiếp tục cô hướng dẫn các em viết từ chênh lệch. Từ chênh lệch là từ gồm hai tiếng, đó là tiếng chênh và tiếng lệch. Chữ chênh chúng ta viết chữ chênh trước và từ chữ chênh sang chữ lệch chúng ta cách một con chữ O. Tiếp tục cô hướng dẫn các em viết chữ lịch. Chữ lịch chúng ta viết con chữ L đứng trước ghép với vần X và thanh nặng dưới Y. Hôm nay các em hãy luyện viết vào bảng con nhé. Như vậy là để các em có thể luyện đọc tốt hơn, cô giáo sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài thơ ứng dụng. Và tương ứng với bức tranh này sẽ có một bài thơ rất là hay. Trước khi mà chúng ta luyện đọc bài thơ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bức tranh này nhé. Các em hãy cho cô giáo biết nào, trong bức tranh đó là những con vật nào. Các em ạ, trong bức tranh đây chính là hình ảnh con sên này, và con cá này. Đây là con cua này, còn đây là con ếch này. Các em ạ, con ếch này nó có cái đốm ở lưng, người ta gọi là ếch cốm đấy các em ạ. Và các em thấy là quan sát thấy là những con vật này đang làm gì nhỉ? Các em ạ,
các con vật này thì chúng ta thấy là con cua này và con cá này là đang cầm sách để đọc bài đấy. Và các em thấy đây chính là hình ảnh chú ếch cốm này, là học sinh. Đây là lớp học em ạ, lớp học của loài vật. Đây là cô giáo là cô giáo ốc sên. Và còn đây là bạn học sinh, là bạn cố ếch cốm. Bạn ấy quên sách, bạn ấy không có sách để đọc bài. Đấy. Thì chúng ta sẽ đọc bài thơ để xem vì sao mà bạn ếch cốm này bạn ấy quên sách nhé. Bài thơ đó là bài thơ Ếch Cốm. Các em hãy nghe cô giáo đọc. Ếch cốm. Có một hôm ếch cốm tinh nghịch nấp bờ ao, mải rình bắt cào cào, quên sách bên bờ cỏ. Tới lớp cô hỏi nhỏ, sách đâu ếch học bài? Cậu gãi đầu gãi tai, thưa cô em xin lỗi. Bài thơ này là của tác giả Mộc Miên. Như vậy sau khi chúng ta luyện đọc bài thơ này, chúng ta thấy là đây là bạn ếch cốm này. Còn đây là hình ảnh mà bạn ếch cốm, bạn ấy mải chơi bắt cào cào cho nên bạn để quên sách ở bên bờ cỏ này. Mà đến lớp thì bạn đến tay không và sẽ không có sách để học bài. Đấy. Và bây giờ cô giáo sẽ cùng các em đánh vần bài thơ này nhé. Ê chờ ếch sắc ếch, cờ ôm côm sắc cốm. Cờ o co sắc có, mờ ốt mốt nặng một, hờ ôm hôm. Ê chờ ếch sắc ếch, cờ ôm côm sắc cốm. Đờ inh tinh, ngờ ích nghích nặng nghịch. Nờ ấp đắp sắc nấp, bờ ơ bơ huyền bờ. A o ao, mờ ai mai hỏi mãi. Rờ inh tinh huyền rình, bờ át mắt sắc mắt. Cờ ao cao huyền cào, cờ ao cao huyền cào. Quờ ên quên, sờ ếch sách sắc sách. Bờ ên bên, bờ ơ bơ huyền bờ. Cờ o co hỏi cỏ, tờ ơi tơi sắc tới. Lờ ấp lớp sắc lớp, cờ ô cô. Hờ oi hoi hỏi hỏi, nhờ o nho hỏi nhỏ. Sờ ếch sách sắc sách, đờ âu đâu. Ê chờ ếch sắc ếch, hờ óc hóc nặng học. Bờ ai bai huyền bài, cờ âu câu nặng cậu. Gờ ai gai ngã gãi, đờ âu đâu huyền đầu. Gờ ai gai ngã gãi, tờ ai tai. Thờ ưa thưa, cờ ô cô. Em ở em, sờ in xin. Lờ ôi lôi ngã lỗi. Chúng ta cùng nhau đọc trơn cả bài. Ếch cốm. Có một hôm ếch cốm tinh nghịch nấp bờ ao, mải rình bắt cào cào, quên sách bên bờ cỏ. Tới lớp cô hỏi nhỏ, sách đâu ếch học bài? Cậu gãi đầu gãi tai, thưa cô em xin lỗi. Các em hãy cho cô giáo biết trong bài thơ cô vừa đọc thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Trong bài thơ này thì tiếng ếch có chứa vần ếch đấy các em ạ. Có 3 tiếng ếch này. Và tiếng nghịch có chứa vần ích. Tiếng sách có chứa vần ách. 2 tiếng sách. Rồi, như vậy là các em hãy về nhà luyện đọc bài thơ này thật nhiều nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 5, đó là phần luyện nói. Chủ đề luyện nói của chúng ta nói về lớp học của em. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem lớp học của bạn ở trong bức tranh này có gì giống và khác với lớp học của mình nhé. Các em hãy cho cô giáo biết trong bức tranh các em nhìn thấy ai? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh cô giáo này. Và đây là hình ảnh các bạn học sinh này. Và các bạn học sinh này đang quay mặt vào nhau để làm việc theo nhóm đôi đấy các em ạ. Đây là hoạt động học nhóm của các bạn trong một tiết học. Vậy thì ở lớp học chúng ta có hoạt động này không? Như vậy các em thấy là trong học tập chúng ta cũng đã thường hay sử dụng hoạt động thảo luận nhóm đôi, nhóm bàn để chúng ta trao đổi với nhau những kiến thức mà chúng ta biết đối với bạn bè. Đây chính là hoạt động học nhóm theo nhóm đôi, thảo luận nhóm đôi các em nhé. Và đây là hình ảnh cô giáo đang hướng dẫn các bạn học đấy. Cũng giống như ở lớp mình, cô giáo cũng hướng dẫn các bạn đã làm hoạt động này rồi. Nào. Và trong khi chúng ta hoạt động thì chúng ta làm việc nghiêm túc.
và hiệu quả, không được nói chuyện và chúng ta thảo luận cái nội dung mà cô giáo yêu cầu. Như vậy tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.